Hưng Yên đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng. Nguồn kinh phí này được đầu tư để tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, xây dựng thư viện, công trình vệ sinh cho các trường trong toàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn 2021-2023. Ủy ban nhân dân tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã đầu tư kinh phí luân chuyển đội ngũ cán bộ quản lý, bố trí giáo viên còn thiếu để đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia. Các trường nâng cao chất lượng hoạt động dạy học, giáo dục, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, mua sắm bổ sung, sử dụng hiệu quả trang thiết bị dạy học, xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, thân thiện. Đến nay, tỉnh Hưng Yên có 384 trên 488 trường học được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt gần 79%, 378 trên 488 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ hơn 77%.